Baby Channel. Chào các em, hôm nay xem chúng ta có gì nào. Wow, chúng ta có một bộ đồ chơi câu cá nhé các em. Rất là đẹp các em ạ. Ô, bộ đồ chơi này chúng ta có 4 ao cá đấy các em ạ. Cho 4 người chơi đấy các em. Chúng ta sẽ xem từng ao có gì nào. Wow, ao này chúng ta có một chú ếch này các em. Chú ếch màu xanh. Wow, một chú cá chép này. Ô, cá voi xanh này các em. À, đây chúng ta có một chú ốc sên này các em, màu trắng đấy. Ô, bên chỗ này còn có hai chú ong này. Chúng ta cùng nhau xem ao bên này có gì nhé. Wow, ở đây chúng ta có một chú cá mập này, cá sọc vằn này. Ô, một chú rắn nước đây. Chú cá này mồi rất là to nha. Wow, có một chú chuột đang chè mưa này các em, rất là đẹp. Chúng ta còn có cua và mực này các em. Nào, sang ao bên này xem có gì nào các em. Ồ, đây chúng ta có một chú mực màu tím này. Sò này. Ồ, hà mã này các em. Chúng ta có cá mập này. Và một chú cá ngựa nữa các em ạ. Wow, ở bên này chúng ta vẫn có một chú ốc sên màu trắng. Rồi, đây cá heo này các em. Ồ, hai chú ong rất là dễ thương đây. Nào, ở giữa 4 ao câu chúng ta có một chú thỏ màu trắng rất là dễ thương nhé các em ạ. Wow, một chú rùa này và một chú cua này các em ạ. Chúng ta hãy cùng nhau chơi nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cho các chú cá vào nhé các em. Chúng ta sẽ cho vào các ao câu để chúng ta sẽ câu thật nhiều cá các em nhỉ. Wow, rất là nhiều màu sắc nhé. Nào, chú cá đỏ sẽ ở bên này nào. Chúng ta có rất là nhiều cá nhé. Nào, ao bên này chưa có cá nào. Chúng ta sẽ cho vào nào. Wow, hai ao bên trên này đã đầy rồi các em ạ. Các chú cá rất là dễ thương nhé. Wow. Rồi, các chú cá đã vào ao hết rồi các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cần của chúng ta nhé. Wow, đây là một chiếc cần màu vàng các em ạ. Wow, chúng ta sẽ câu bằng chiếc cần màu gì đấy các em nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc cần màu xanh lá cây này các em. Rất là đẹp nhé. Rồi, chúng ta có cả một chiếc cần màu đỏ nữa các em ạ. Wow, cần rất là đẹp nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau chơi thôi nào. Chúng ta cùng nhau câu nhé. Nào. Wow, một chú cá màu vàng rồi. Tiếp nào. Ô, một chú cá màu đỏ. Wow, mắt rất là to nhé. Ô, lại một chú cá màu vàng nữa các em ạ. Chúng ta sang câu ở ao bên này nhé. Ô, một chú cá màu vàng. Cá này chắc là ngon lắm đây các em ạ. Wow, rất là dễ phải không các em? Nào nào, câu nào. Ô, các chú cá này không chịu cắn câu rồi. Ô, đây là một chú cá màu đỏ nữa các em ạ. Chúng ta cùng nhau câu ở ao bên này nhé. Ô, được ngay một chú cá màu xanh. Rồi, lại thêm một chú cá này nữa. Wow, chúng ta cùng nhau câu cá bên này nhé. Wow, rất là nhiều cá nha các em ạ. Chúng ta tha hồ câu.
Rồi lại thêm một chú cá nữa. Nào chúng ta tiếp tục câu nhé các em. Chúng ta sẽ câu ở ao này nào. Wow, được một chú cá màu xanh đây rồi. Tiếp sang ao bên này nào. Ồ, ao bên này chúng ta có 3 chú cá màu xanh đấy các em ạ. Chúng ta sẽ câu hết nhé. Wow, được rồi. Rồi, được một chú cá màu xanh đúng rồi. Rồi, thế là xong cái ao bên này rồi. Rồi, một chú cá màu đỏ. Thêm một chú cá màu đỏ nữa các em nhỉ. Nào, được rồi. Tiếp nào. Wow, chú cá này khó câu đây các em ạ. Rồi, như vậy là chúng ta đã câu được hai ao rồi các em ạ. Tiếp nào, chú cá màu xanh. Rồi, chúng ta còn một ao thôi các em ạ. Cố lên nào, chúng ta sẽ có cá về để nấu canh rồi. Rồi, vậy là còn một chú cá màu vàng nữa các em ạ. Các em thân mến, các em hãy nhấn đăng ký và ấn chia sẻ để được xem những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.